Lá thư độc giả. Kính sư cô, con xin báo một tin vui để sư cô mừng cho con, và cũng để sư cô phấn khởi khi biết công lao dịch thuật của sư cô đã giúp cho đời và giúp cho người vô cùng trọng đại. Chắc sư cô còn nhớ, hơn 2 năm trước, mắt trái của con đỏ và chảy nước mắt, nóng rát vô cùng. Bác sĩ nhãn khoa ở Mỹ đã tận lực chữa cho con mà không khỏi, còn 20% là mù hẳn. Sau khi đọc về thanh xà bạch xà trong câu chuyện Nước tràn Kim Sơn Tự, nơi sách Báo ứng hiện đời tập 3 của sư cô dịch, thì một niềm hy vọng lé lên. Thế là con trì kinh Địa Tạng và lại sám hối lương hoàng sám khoảng 10 bộ, thì bệnh mắt bớt dần, rồi sau đó khỏi hẳn. Tới giờ tính ra đã gần 3 tháng rồi. Con báo tin chậm là do phải chờ xem mình đã thật lành hẳn hay không. Đến giờ thì chắc chắn bệnh đã lành hoàn toàn rồi. Hiện tại thì con thấy đường rất rõ, dù lái xe ban đêm. Bác sĩ chữa mắt cho con cũng là một Phật tử thuần thành. Sau khi nghe con tâm sự, cô ta ôm chầm lấy con mừng rỡ. Cả thầy thuốc và bệnh nhân đều rơi nước mắt. Một lần nữa, con xin tạ trọng ơn sư cô và kính chúc sư cô sức khỏe. NT, 25 tháng 10 năm 2014. Lời người dịch. Trên đây là lá thư của một nữ độc giả ở Mỹ, từng dạy cho các sinh viên Mỹ, nay đã về hưu. Tôi xin mạn phép đăng lên để độc giả có bằng chứng xác thực và tăng thêm niềm tin. Xin lỗi nữ độc giả này vì đã không hỏi ý cô mà đã tự tiện tải đăng. Vì lợi ích bao người, mong cô tha thứ cho. Dịch giả, ngày 25 tháng 12 năm 2014. Nam mô A Di
A-di-đà-phật.